Hello các cháu, ông là ông đi cốt dạo. Ngày xưa ông có nghệ danh là tôi đi cốt dạo, nhưng vì nói nhanh quá bị giang hồ nó chửi nên giờ ông bị hưu nói chậm lại và kể chuyện cổ tích, chuyện kiếm hiệp cho các cháu nghe. Kỳ trước nhiều cháu đã yêu cầu hôm nay ông quay lại để kể tiếp phần 2 của câu chuyện GS truyền kỳ, huyền thoại và ông lập trình JavaScript. Hôm trước uống trà nóng phỏng lửa, hôm nay ông chuyển qua uống cool brew trà lạnh an toàn với tuổi già nha. Các cháu uống chung với ông rồi tụi mình nghe chuyện nào. Ok, các cháu đợi tí để ông tìm lại chuyện đã. Phần 2. Đêm hôm ấy tiệc tùng vừa xong, bạn bè thân thuộc lần lượt ra về, chỉ còn lại chàng, em và một người giúp việc đang lanh quanh dọn dẹp vì buổi tiệc nhà cửa thật bề bộn. Mặt chàng đỏ gay vì hơi men, chàng siết lấy tay em và âu yếm dùi em vào phòng. Em thấy thèn thẹn, cúi đầu lòng hồi hộp vô cùng. Khép cửa phòng xong, chàng quay lại ôm em vào lòng, hôn lên má em nhẹ nhẹ. À xin lỗi, ông lại đọc lộn chuyện rồi, để ông tìm lại. GS truyền kỳ chương thứ 2, Võ Lâm dậy sóng. Cháu nào chưa xem phần 1 thì có thể xem lại ở đây. Tóm tắt phần 1, JavaScript ngày xưa được coi là một ngôn ngữ cùi bắp, nhưng sau đó nhờ sự ra đời của Ajax và jQuery, JavaScript bắt đầu được giang hồ sử dụng nhiều hơn. Thì hôm nay sẽ là câu chuyện về thời đại hậu jQuery và Võ Lâm dậy sóng. Thì hồi thứ tư chính là thời đại hậu JQ, tức là jQuery. Từ thuở xưa, những kẻ thân là developer đi làm web thì phải viết được cả code server side lẫn một chút JavaScript ở phía client side. Sau này JS trở nên mạnh mẽ hơn. JS được dùng để xử lý key DOM, để validate data, nhận dữ liệu, truyền dữ liệu tới server. Thế là developer phải bỏ nhiều thời gian hơn để viết JS, code JS ở phía client side. Giang hồ bắt đầu phân hóa thành tiền tận tông, hay còn gọi là front end developer, và hậu tận tông, tức là back end developer. Môn sinh của tiền tận tông là những kẻ chuyên làm việc với HTML, CSS và JavaScript, còn hậu tận tông là những kẻ làm việc với server side, với hệ thống và database, xử lý dữ liệu bằng PHP, C#, Java. Thì những kẻ học đồ ở trong hậu tận tông, tức là back end, thì bản tính rất là hung hăng và hiếu chiến. Nội bộ tông phái này chia ra làm nhiều phái nhỏ như là C# phái, Java phái, PHP phái, C++ phái. Không khí lúc nào cũng dương cung bạc kiếm. Các môn phái này luôn tranh cãi qua lại về vấn đề võ công của môn phái tao là mạnh nhất, chiêu thức của môn phái tao là nhanh nhất, còn ngôn ngữ của bọn mày chỉ là thứ rùa bò. Trái ngược lại thì nhân sĩ của tiền tận tông là những người đoàn kết một lòng. Sau khi học thành thạo JS, họ chuyển học JQ đại pháp, tức là jQuery. Thành thạo cả hai thứ này là đã có đủ vốn liếng để có thể hành tẩu giang hồ. Giang hồ yên bình được một vài năm, cho tới năm Kỷ Sửu 2009, một gã ma đầu thức tỉnh, một bộ công pháp đản sinh như một viên đá ném vào giữa mặt hồ phẳng lặng. Giang hồ đang yên bình bỗng nay dậy sóng. Bộ công pháp này là gì, nó bá đạo tới mức nào, mời quý vị vui lòng nghe hồi thứ 5. Chuyện kể rằng ngày xưa có một gã kỳ tài võ học vô song, võ công cao quốc trời, gã nhập môn bằng JS, tự thân tu luyện tới cảnh giới phản phát quy chân. Tiếc thay, một sợi thì không xe, tay lẻ thì khó vỗ. Do chỉ biết mỗi JavaScript, gã chỉ có thể yên phận làm front end dev tới hết đời, vì JS không code back end được. Thậm chí gã leo lên núi Tùng Sơn gieo mình xuống vực tự sát. May thay, nhờ phúc duyên thâm hậu, gã té núi không chết, lại rơi trúng vào sơn cốc của Độc Cô Cầu Bại. Trong cái rủi ro cái may, gã lượm được hai quyển Hà Đồ Lạc Thư thất truyền đã lâu. Sau 3 ngày 3 đêm nghiền ngẫm những điều trong sách, gã hợp nhất Google Engine V8 và một số tuyệt học khác, sáng tạo ra bộ bí tịch mang tên là Node.js. Ngày Node.js ra đời, cả võ lâm sửng sốt. JavaScript nay chạy được cả front end lẫn back end. Những gã môn sinh hậu tận tông thì cười vì mình có thêm một ngôn ngữ lập trình để server side. Môn sinh tiền tận tông thì nhao nhao như lửa đốt. Họ háo hức được viết những dòng code server side đầu tiên bằng JavaScript, ngôn ngữ lọt lòng của họ. Và trước cơn sóng dữ do mình gây ra, cả ma đầu chỉ cười nhạt, nụ cười thơ ngây như một đứa nhóc junior viết code xong chương trình Hello World. Tên của gã bây giờ người ta vẫn nhớ, đó là Ryan Dow. Và gần đây gã sáng tác ra một thứ mới gọi là Dino JS nha các bạn. Sau sự kiện đấy, tháng 5 năm Kỷ Sửu, tức là năm 2009, Thiên Hùng Tinh vẫn là báo hiệu một thời đại loạn thế sắp bắt đầu. Tiền tận tông trước nay vốn đoàn kết thì bỗng dưng lại chia bè kết phái. Kẻ thích giao diện thì ở lại tiền tận tông làm front end dev, chơi với JavaScript, jQuery. Kẻ thích làm việc với hệ thống, với dữ liệu, với database thì chuyển qua hậu tận tông làm back end, sử dụng Node.js và MongoDB. Huynh đệ anh em ngày trước vừa ôm vai bác cổ nhau, nay chỉ vì Node.js mà huynh đệ tương tàn, tiên phàm cách biệt. Một bộ phận khác như ông cũng có thực tài thì học lén tinh hoa của cả tiền tận tông lẫn hậu tận tông, kéo nhau lên hoa quả sơn để khai tông lập phái, và mảng tắc tông ra đời. Từ đây giang hồ còn gọi môn sinh của môn phái này là Stack Developer. Đấy, những thằng full stack là từ mạng tắc tông mà ra cả. Nội bộ lục đục tương lai của tiền tận tông sẽ như thế nào? Giang hồ lạng lạc ra sao sau khi Node.js xuất thế? Mời quý vị xem tiếp hồi thứ 6.
Hồi thứ 6, giang hồ đại loạn. Một năm sau, vào năm Canh Dần năm 2010, Google gia tộc bố cáo vào bộ công pháp mới mang tên Ango Đại Pháp cho bình dân bá tánh. Công pháp này gọi là Angular CS. Thì bản thân Ango khá là mạnh mẽ, nó hỗ trợ việc double binding dữ liệu, chia cốt thành nhiều module, debug injection, còi Ajax giúp công việc lập trình web trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ có gia tộc Google hậu thuẫn, Ango Đại Pháp trở nên lớn mạnh. Người người tu luyện, nhà nhà tu luyện Ango Đại Pháp. Có thể nói thời khắc đó nhắc tới framework là nhắc tới Angular. Dưới vòng trời chỉ có Angular độc nhất, những thằng như Emperor jQuery chỉ có sách chép cho Angular mà thôi. Thế nhưng các cụ có câu là con gà thì tức nhau tiếng gáy, trâu buộc thì ghét trâu ăn. Do ganh ghét sự nổi tiếng của Ango Đại Pháp, năm Quý Tỵ 2011, Facebook gia tộc bố cáo với thiên hạ rằng Ango Đại Pháp chậm chạp nặng nề, nên cho thức thế một bộ chiêu thức mới gọi là rối an tâm pháp, tức là React, và nó còn sống tới bây giờ, tức là 9 năm sau khi nó được công bố. Cho nhiều người chưa biết thì rối an tâm pháp chỉ là một bộ công pháp để cường thân kiện thể, không thể dùng để rèn luyện nội công được. Nói một cách khoa học tức là nó chỉ là một library chứ không phải là một framework như Angular JS. Facebook lại công bố một số thứ như là Flask thành công và React thành công, tức là Flask và Redux. Nhờ hai thứ này nghe nói kết hợp lại sẽ tạo ra một bộ tuyệt học có thể dời non lấp bể. Nhân sĩ giang hồ lại nhẹ dạ cả tin tiếp tục tu luyện, tạo thành một thế hệ developer code React đông đúc như bây giờ. Bởi vì chịu ảnh hưởng của React, Google quyết định khai tử Angular 1 và quyết định cho ra đời Ango đệ nhị và Angular 2, và giờ đã thành Angular 8, Angular 9 gì đấy. Và những kẻ nào đã học Angular 1 anh phải ngậm ngùi tự cung, tự phế võ công, bởi vì Angular 2 khác gần như hoàn toàn so với Angular 1. Phẫn nộ ngập trời, oán than đầy đất. Thế nhưng Google gia tộc cũng chẳng may quan tâm, thế mới thấy ngao ngán thay cho cái sự đời. Thế nào đã hết, theo chân Ango Đại Pháp và rối an tâm pháp, người người rủ nhau khai tông lập phái những cái thứ như là Meteor, Vue.js, Socket.io, Ionic, tiền tận tông trước nay, vốn đoàn kết nay bỗng năm bè bảy mảng, chẳng khác gì hậu tận tông ngày xưa. Sau sự ra mắt của Angular, của React thì thế cục giang hồ sẽ ra sao? Mời quý vị nghe chương cuối Thế cục giang hồ, cũng là chương kết thúc của series JS truyền kỳ này. Hồi thứ 7, Thế cục giang hồ. Thở ngày xưa, tức là những năm 2010 trở về trước, chỉ cần rành JavaScript và jQuery là có thể độc tẩu giang hồ, thành thạo Ajax là có thể cưỡi mây lướt gió, tiếu ngạo quần tiếc thay. Và những năm 2020 như bây giờ, thời đấy không còn nữa. Chỉ riêng framework đã có hơn vài chục framework và ngày càng gia tăng. Dân đen rơi vào cảnh lầm than, mấy chục framework thành một trận đồ bát quái, làm điên đảo từ những developer giàu kinh nghiệm như ông cho tới những frontend mới vào nghề. Các cháu nào học frontend JavaScript sẽ biết là phải học React, Angular, Vue, Webpack, Paypal. Còn những đứa nào muốn học backend thì phải học Node.js, Express, MongoDB, Qua, một số thứ khác nữa nhiều lắm kể không hết. Để bình về thế cục, xin chích hai câu thơ vịnh framework của Hoàng Thiếu Hiệp, môn chủ của cốt dạo phái sáng tác, đó là: mấy ai còn nhớ ngày xưa, JQuery Ajax là thừa sức chơi, bây giờ khổ lắm ai ơi, la trên rét dưới tội đời thằng cu đơ. Giang hồ đồn rằng mấy câu thơ lưu danh thiên cổ này được sáng tác khi tác giả đang thưởng rượu ngắm chanh. Ông thì nghĩ là thằng tác giả này nó đang ngáo đá, tại vì phía trên bảo là hai câu nhưng cuối cùng lại lo đã tận 4 câu. Đoạn kết: sau hơn 20 năm lăn lộn trong ngành lập trình, JS từ một ngôn ngữ cùi bắp chả ai dùng trở thành một con quái vật, rất là nhiều framework, rất là nhiều người dùng vô cùng phổ biến, chạy trong đủ hệ thống, đủ phần mềm, và bây giờ nó vẫn ngày càng lớn mạnh. Thì nhiều cháu hỏi ông là: ông ơi, giờ học JS rối quá, học như thế nào đây, framework nhiều quá, cái nào nên học, cái nào nên bỏ? Thì ông đã chia sẻ ở các vlog khác rồi, các cháu có thể xem vlog về chọn framework nào phía trên này. Ông cũng có làm một cái vlog về lộ trình học frontend, các cháu cứ xem trên đấy nhé. Còn hiện tại thì ông già về hưu rồi, ông cũng chỉ ngày ngày ngồi uống trà để chuyện cho các cháu nghe thôi. Khoan, có cái gì đây? Có một thằng thách thức ông suốt này chỉ biết chém gió, chứ có biết code, biết hack gì đâu. Các cháu chờ ông một tí. Cái mặt nạ này từ hồi ghét kiếm về ở ẩn, ông đã cất vào góc không lấy ra xài, nhưng mà vì thằng trẻ trâu này thách nên ông sẽ hắt sập con mẹ nó web cho các cháu xem. Cháu nào quan tâm thì nhớ like và subscribe kênh và chờ xem phần sau, xem ông có dạo hắt sập trang web của một thằng trẻ trâu liều mạng nhá. Bye bye các cháu, hẹn gặp lại các cháu vào kỳ sau.